Hôm nay ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 với 100% đại biểu có mặt tán thành. Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và phương tiện cơ giới khác, áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải. Theo đó, ngoài phần kinh phí ngân sách thành phố Hà Nội bố trí hàng năm để trợ giá cho xe buýt hiện khoảng 1.800 tỷ đồng một năm, thành phố sẽ cân đối bố trí ngân sách bổ sung khoảng gần 72 tỷ đồng một năm. Để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Ngoài ra còn khuyến khích người dân tại 4 quận nội đô là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa đầu tư bãi đỗ xe.